Thưa quý vị và các bạn, chuyện chạy đua đưa con vào trường chuyên lớp chọn đã không phải là một vấn đề mới, nhưng năm nào và bất kỳ một năm học mới nào thì cũng vẫn luôn là một vấn đề nóng và người ta vẫn luôn hô hào rằng là không nên quá đặt nặng bệnh thành tích và nên để cho trẻ em có một tuổi thơ thực sự khi đến trường. Tuy nhiên thì không phải ai và không phải gia đình nào cũng có thể làm được điều này. Bằng chứng là mùa tuyển sinh nào thì chúng ta cũng thấy rằng các bố, ông bố bà mẹ chật vật, thậm chí là phải chi rất nhiều tiền để con mình có được một vị trí, có được một chỗ ngồi ở trong các trường chuyên, các lớp chọn. Và chúng ta không phủ nhận rằng là kiến thức đóng một vai trò quan trọng trong để hình thành kỹ năng cũng như là tương lai cho mỗi một cá nhân. Nhưng liệu có phải là cứ phải vào trường chuyên lớp chọn thì các em mới có một tương lai tốt hay không? Hay là bản thân các em thì có thích vào những cái môi trường học tập nhiều áp lực như vậy hay không? Hay đây chỉ đơn giản là cái mong muốn với cái nhu cầu của các bậc phụ huynh? Và trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này với nhân vật khách mời là nhà văn Phong Điệp. Nhà văn Phong Điệp xin được giới thiệu là tác giả của cuốn sách Chúng Mình Làm Bạn Con Nhé, viết dưới góc độ của một bà mẹ và lấy cảm hứng từ hai đứa con đang theo học tiểu học với rất nhiều những tâm tư của các ông bố bà mẹ khi mà có con đang đi học. Vâng, trước hết là xin được cảm ơn chị Phong Điệp đã tham gia chương trình buổi sáng ngày hôm nay của kênh VTC14. Đầu tiên thì chị có thể giới thiệu một chút về hai đứa con của chị được không ạ? Vâng, tôi có hai cháu gái, một cháu thì năm nay học lớp 4 và một cháu học lớp 3. Cụ thể thì các cháu học trong trường lớp như thế nào? Cháu học ở trường Tây Sơn, ở chỗ cuối đường Lê Đại Hành. Có phải lớp chọn hay trường chuyên gì không? Cháu lớp 4 thì học lớp thường, còn cháu lớp 3 của tôi thì học lớp chuyên Anh. Thực ra thì cháu lớn của tôi thì đã từng học lớp mà ở nhà trường gọi là lớp nâng cao. Và sau này thì cháu không học nữa. Thì mỗi năm thì nhà trường thường tổ chức những cái cuộc thi để chọn học sinh cho những cái lớp nâng cao đó. Thì tôi luôn hỏi cháu là cháu có muốn thi hay không. Nếu mà cháu muốn thi thì tôi sẽ để cho cháu thi và cháu đỗ thì cháu học. Nhưng khi cháu lớp 4 thì đã từng học lớp nâng cao. Và khi tôi đặt vấn đề này ra trong cái năm học mới thì cháu bảo là có khi là thôi con không học nữa. Nên chính vì thế là cháu đã từng học và bây giờ thì cháu không học nữa. Vâng, ở cá nhân chị thì có con học ở cả cái hệ lớp bình thường như các cháu khác, cũng có con học ở trong cái lớp nâng cao. Thậm chí trước đó thì cả hai cháu cùng học trong cái môi trường như vậy. Thì chị có vất vả lắm hay không khi mà phải cho con vào những cái lớp học như vậy ạ? Cá nhân tôi thì không vất vả gì, bởi vì là khi mà nhà trường tổ chức thi thì cháu cứ thi thôi. Nhưng mà tôi biết là có rất là nhiều cháu ở trong lớp đã phải theo những cái cua gọi là cua luyện thi, học rất là vất vả để với cái mục tiêu là phải vào những cái lớp chọn, lớp chuyên đấy bằng được. Còn tôi xác định cái việc này nó rất là thoải mái, là nếu mà con đỗ thì con học, nếu mà con không đỗ thì con học lớp bình thường cũng rất là tốt. Trong nhà thì có cả hai cháu, một cháu học lớp chuyên, một cháu học lớp thường. Thì chị so sánh như thế nào, quan sát so sánh như thế nào về cái việc học của hai cháu? Cháu nào thì vất vả hơn ạ? Đúng là cháu mà học lớp chuyên thì vất vả hơn, bởi vì là cháu ví dụ như lớp chuyên Anh thì bình thường một tuần thì cháu chỉ có hai môn tiếng Anh, hai tiết tiếng Anh thôi. Nhưng bởi vì là học lớp chuyên nên là cháu thêm hai tiết nữa, tức là cái thời gian học của cháu bị tăng thêm môn và thời gian nó cũng nhiều hơn. Có bao giờ cháu về nhà kêu với mẹ rằng con quá mệt mỏi? Tất nhiên là các trẻ con thì sẽ khó nói những cái câu như vậy, nhưng đại ý rằng là nó tỏ ra rằng nó rất mệt mỏi với việc là phải gồng sức lên để học ở cái lớp mà các bạn nào cũng phải cố gắng như vậy không? Rất là may là đến cái thời điểm này thì cháu vẫn cảm thấy là thích nghi được. Tôi nghĩ là có cái trường hợp đấy xảy ra, nếu mà khi mà các cháu ngồi ở trong lớp chuyên mà nó không gọi là không vừa với sức thì sẽ dẫn đến cái trường hợp là cháu cảm thấy bị áp lực, bị mệt mỏi. Áp lực nó có thể rất là nhiều phía, có thể là chính bởi vì các bạn trong lớp học giỏi hơn mình, nó cũng là một áp lực. Và áp lực từ có khi là từ chính bố mẹ, là bố mẹ hỏi là con học xếp thứ mấy của lớp chẳng hạn, thì tự nhiên là tạo thành những cái áp lực đó. Nhưng mà tôi luôn cố gắng là để con thoải mái nhất, con học, con thấy vui khi mỗi ngày đến lớp, thế là được rồi. Còn phản hồi từ các bậc phụ huynh và các bạn khác của con chị thì như thế nào? Chúng tôi chỉ có cơ hội gặp nhau vào những cái cuộc họp phụ huynh, thì là vâng, cái cơ hội mà gặp đông đủ nhất các bậc phụ huynh. Thì cũng có bậc phụ huynh thường hỏi tôi là con chị học thêm ở đâu. Thì họ rất ngạc nhiên khi tôi nói là cháu ngoài cái việc học ở trường thì tôi không cho cháu học thêm cái gì cả. Thì các bậc phụ huynh mặc dù là con đã học lớp chuyên rồi, và hình như là họ một số người vẫn quan niệm rằng là nếu mà học ở lớp chuyên để học được ấy, thì là vẫn phải học thêm bên ngoài nữa thì mới có đủ cái lực để mà ngồi ở trong cái lớp chuyên đấy, không bị ao ra ngoài. Vâng, thực tế, đây là một thực tế là rất nhiều các bậc phụ huynh, tôi vừa nói là tốn kém cả công sức, thậm chí là tiền của để đưa con mình vào học được những cái môi trường giáo dục tốt. Chúng ta cũng ghi nhận và chúng ta không có phê phán gì những cái mong muốn rất là chính đáng này của các bậc phụ huynh cả. Bố mẹ nào thì cũng lo cho con thôi. Tuy nhiên thì cá nhân chị nhé, chị có một con học ở lớp chuyên, lớp chọn và một con học ở lớp thường, thì liệu có thiên vị không?
có thiên vị không và có thiệt thòi cho cái cháu bé mà được học ở lớp thường không ạ? Thực ra cái cháu mà học lớp thường thì đã từng học ở lớp lớp chọn, lớp nâng cao rồi. Thì cái cơ hội tôi mở cho ra cho các con là như nhau, và cái việc mà lựa chọn thì các con có quyền lựa chọn. Thế thậm chí mà cái cháu mà học lớp tiếng Anh bây giờ mà đến năm sau mà cháu đề đạt nguyện vọng là thôi con thích học lớp thường thì tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cháu thôi. Vâng, tôi được biết là chị ngày xưa là xuất thân là trường học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định đúng không ạ? Những cái điều được thì chắc chắn là chúng ta đều biết rồi, là học sinh học ở những cái trường chuyên lớp chọn thì sẽ có cái kiến thức nền khá là tốt ở cái môn chuyên môn chọn đấy. Nhưng mà cá nhân chị nhé, sau khi ra đời thì chị có thấy chị thiệt thòi gì so với các bạn không? Có thể nói là tôi là sản phẩm của trường chuyên lớp chọn. Tôi bắt đầu học chuyên từ năm lớp 4, và từ lớp 4 đến lớp 12 là tôi học chuyên và đã 5 lần tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Thế thì tôi thấy thế này ạ, về cái môn mà tôi được học, cụ thể là tôi học chuyên văn, thì thực sự là tôi được rất nhiều thứ về, bạn nói là được rất nhiều thứ chúng ta không bàn nữa. Nhưng mà có một cái mà tôi cảm thấy thiệt thòi hơn, tức là tôi cảm thấy mình là như cái con gà công nghiệp ý. Tức là khi mà ra ngoài xã hội thì mọi cái thứ hiểu biết xã hội nó lơ ngơ, và thậm chí những cái kiến thức về, về những cái môn khác nó cũng ở cái mức mà tôi nghĩ là cần phải nạp nhiều hơn, bởi vì ra ngoài cuộc sống, ứng xử cuộc sống, hiểu biết xã hội ngoài cuộc sống nó không chỉ có văn học mà thôi. Thế thì đó là cái tôi cảm thấy là mình, cái sự thiếu hụt của mình, và tự mình phải học hỏi, tự mình phải cân bằng lại trở lại mình, nếu không mình muốn mình là những cái con gà công nghiệp lơ ngơ ngoài xã hội hiện nay. Vâng, cá nhân chị là chị cảm thấy mình thiệt thòi so với các bạn. Thì nếu mà được làm lại, tất nhiên là cái điều này rất là khó, nếu được làm lại thì chị sẽ chọn học vào lớp bình thường như tất cả các bạn khác hay là vào một lớp chuyên với cái áp lực học rất là lớn như vậy? Đó cũng là một câu hỏi khó, bởi vì là thực ra tôi có học lớp chuyên thì bây giờ những cái kiến thức văn học nó mới giúp tôi, và hiện nay tôi là một người viết văn thì đấy là cái điều giúp cho tôi. Nhưng mà tôi cũng đã từng đặt cái câu hỏi là nếu mà tôi không học văn thì hiện liệu tôi có trở thành nhà văn nữa hay không. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc học nó là cái nền tảng, nhưng mà để ra ngoài xã hội, để mà trở thành một ai đó trong xã hội, thành kỹ sư, thành bác sĩ hay thành cái gì nữa thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Tôi biết là ở Việt Nam thì hình như chúng ta không chú trọng lắm, nhưng mà hiện nay thì cái xu hướng là đi du học nước ngoài rất là nhiều. Thì trong cái hồ sơ bắt buộc của cái việc du học đấy thì không chỉ là cái bảng điểm ở trên lớp, không chỉ là cái môn chuyên ngành mà anh đang theo đuổi, mà còn đòi hỏi những cái hoạt động xã hội khác nữa. Thế thì cái tôi chỉ ước là nếu như là mình được tham gia nhiều cái hoạt động xã hội khác, mở rộng nhiều cái hiểu biết về những cái lĩnh vực khác nữa, thì chắc có lẽ là cái khi mình ra đời thì nó sẽ tránh bớt những cái có những lúc thực sự là ngớ ngẩn, có những cái lúc mà gặp những cái khó khăn, mà nếu mà mình được trang bị những cái kiến thức như thế thì mình sẽ không bị khó khăn, rơi vào cái tình huống khó xử như thế. Vâng, như vậy là bằng cái kinh nghiệm từ bản thân chị rút ra, mình đã trải qua, chị vừa nói là mình là một con sản phẩm của lớp chuyên và là ví mình là một con gà công nghiệp. Vâng, có lẽ là chính bởi vì cái kinh nghiệm cá nhân của chị như vậy nên là chị đã quyết định là không ép con mình vào các lớp chuyên lớp chọn đúng không ạ? Và do sự quyết định của con mình thôi. Cháu thích học lớp nào thì mình tôn trọng cái sở thích của cháu là như vậy. Nhưng mà mình thấy rằng là nếu mà quan sát ở các lớp chuyên lớp chọn thì bình thường chúng ta thấy rằng cái quy mô lớp học ở cái cấp, nhất là cấp tiểu học ấy, thì là hình như là chỉ khoảng 25 đến 35 cháu thôi đúng không ạ? Nhưng mà để các lớp chuyên lớp chọn thì nhiều khi nhà trường đã phải tiếp nhận đến thậm chí đến 50 cháu vào một lớp như thế. Học trong cái môi trường nhiều áp lực rồi là thầy cô không đủ điều kiện để quan tâm hết đến các học sinh với cái số lượng lớn như vậy. Nhưng theo chị tại sao thì các ông bố bà mẹ lại quyết tâm bằng được để đưa con mình vào đấy ạ? Đúng là tôi có theo dõi những cái kỳ thi mà vào cái lớp chọn của các cháu thì không khác gì là thi đại học. Tức là cái tỷ lệ chọi nó cũng rất là cao để mà ngồi vào ở trong cái lớp đấy thì là phải rất là khó khăn, là luôn là ví dụ như ở trong phòng bao nhiêu cháu thi là chỉ được 1-2 cháu thôi. Và thường cái lớp, ví dụ như lớp của con tôi hiện giờ là đến 60 cháu. Thì tôi nghĩ là về phía góc độ phụ huynh, tôi cũng là phụ huynh, thì tôi nghĩ rằng là phụ huynh có cái nhu cầu chính đáng để con mình được vào cái lớp chọn. Bởi vì là chúng ta nghĩ một cách rất là đơn giản là lớp chọn là những cái lớp mà chọn ra những cái em ưu tú nhất, và chắc chắn là những cô giáo giỏi, những thầy cô giáo giỏi sẽ được giao cho để dạy những cái lớp như thế. Thì tức là cái điều kiện học hành của các cháu là tốt rồi, và phụ huynh thì đương nhiên là muốn con mình được vào những cái lớp đó. Nhưng mà nói như thế cũng không có nghĩa rằng những cái lớp bình thường thì sẽ không có những học sinh giỏi. Bởi vì đã từng có những cái, ở trường của con tôi đã từng có những cái cuộc thi
cuộc thi của thành phố, thì những học sinh được giải có đôi khi không phải là học sinh của những cái lớp chọn đó mà là học sinh ở lớp bên ngoài. Nghĩa là tôi nghĩ đơn giản là thực ra nếu mà con học giỏi thì ở môi trường nào con cũng có cái điều kiện để mà phát huy cái khả năng của mình. Nên là thực ra cũng kể cả với những cái phụ huynh mà con không thi vào hoặc không thi được vào thì cũng không có nghĩa là cái con đường phía trước đã dừng lại. Tất cả mọi thứ mới chỉ bắt đầu và con cứ việc học, có khả năng thì luôn luôn được ghi nhận. Vâng, chị vừa nói là chúng ta không, cái mong muốn của các bậc phụ huynh là rất chính đáng và chúng ta không có phê phán gì cái điều đấy cả. Tuy nhiên thì chúng ta có nhất thiết là phải ép các cháu chịu một cái áp lực học tập quá lớn như vậy không ạ? Nhất là khi ngày nào về nhà bố mẹ cũng hỏi rằng hôm nay được bao nhiêu điểm, con đứng thứ mấy của lớp rồi, các bạn như học như thế nào. Chúng ta đi làm rồi, chúng ta cũng bị áp lực rất nhiều bởi công việc, người lớn mà đôi khi còn stress, không gì là con trẻ. Đúng, và cái ý bạn nói rất là hay, tức là cái việc mà ép, thực ra là chúng ta đã lắng nghe trẻ một cách thật sự hay chưa? Thì cái điều đấy là tôi luôn đặt ra, bởi vì là tôi luôn để cái tuổi thơ của mình để so sánh với cái tuổi thơ hiện giờ của con. Ngày xưa tôi học nhàn lắm, tôi học một buổi trên lớp, còn buổi về nhà thậm chí tôi còn toàn ngủ, trốn ngủ trưa để đi chơi và làm, luôn luôn cố gắng là làm bài thật nhanh để mà đi chơi. Thế thì nhưng bây giờ thì sao? Các cháu học tối ngày và lúc nào tôi cũng cảm giác là các cháu thèm ngủ và thèm chơi. Bởi vì là ví dụ như là cấp 1 thì học bán trú từ sáng đến chiều, chưa kể những cháu là đã học cả ngày trên trường, sau đấy thì còn đi học thêm. Và cấp 2 cũng thế, mặc dù là học nửa ngày thì các cháu vẫn đi chạy đi học thêm rất là nhiều những lớp khác nhau. Thì rõ ràng là cái thời gian cho cái việc học quá nhiều, trong khi thời gian để sống thực sự trong cái tuổi thơ của mình, để hình thành cái ký ức sau này khi mà lớn hay lên, cái ký ức tuổi thơ với các cháu là rất quan trọng. Thì hiện giờ các cháu dường như là những cái cỗ máy, chỉ có học. Bố mẹ cũng bảo học, con phụ đến lớp, cô giáo cũng bảo các con phải học. Thì cái việc học là đúng, nhưng mà nên có cái sự cân bằng giữa học và chơi. Ngày xưa Bác Hồ đã từng nói là trẻ em như bút trên cành, biết ăn học, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan ấy. Thì tức là nó phải cân đối là học hành, chơi bời, nghỉ ngơi. Thế thì bây giờ thì chúng ta mới hình như là cái toàn bộ cái thời gian là các con phải học, lúc nào phụ huynh sẽ yên tâm hơn nếu mà con mình cứ về nhà là dở sách ra ngồi chăm chú làm bài. Nhưng mà tôi nghĩ điều đấy chưa hẳn là tốt, bởi vì học nó chỉ là một phần trong cái cuộc sống của con người ta sau này. Vâng, chị vừa nói một thông tin làm tôi cũng hơi giật mình. Tôi vừa nghĩ đến việc là sau này chúng ta sẽ có một tương lai, một thế hệ tương lai, rằng là nếu mà nhắc đến tuổi thơ thì không hề có bất kỳ một hoạt động nào của tuổi thơ mà như tôi hoặc là như các chị hoặc là rất nhiều người khác chúng ta đã có được, mà sẽ chỉ có là trong lớp, đi học, đến trường, đeo cặp, ngồi thư viện chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có một cái thế hệ tương lai là như vậy. Thật sự là rất là đáng giật mình. Đành rằng là việc học là sẽ tốt cho các cháu, nhưng mà nhiều bậc phụ huynh sẽ có cái tư tưởng rằng là thà để nó vất vả, thà để nó chịu áp lực một tí, còn hơn là để nó bị chìm trong cái xã hội này. Quan điểm của chị là như thế nào? Thực ra chính ra quan điểm cá nhân của tôi thì là nếu mà để không chìm thì nghĩa là anh phải biết bơi. Biết bơi thì là anh phải, nó không phải là chỉ là cái học nó là cái kiến thức xã hội, nhưng mà để mà đứng vững ở trong cuộc sống, phải bươn trải ở trong cuộc sống thì đòi hỏi rất là nhiều cái kiến thức khác nữa. Nên chính vì thế là đến hiện nay thì con tôi học lớp 4 và tôi luôn luôn tôi vẫn giữ được, đến cái thời điểm này tôi vẫn giữ được cái quan điểm là không học thêm, con không học thêm. Con về nhà con hoàn thành bài trên lớp của cô, và có thể trong cái quá trình mà theo dõi cái việc mà con học, tôi cảm thấy là cháu còn bị yếu ở cái điểm nào đấy thì tôi sẽ hỗ trợ thêm cháu ở cái phần đấy. Còn lại là dành thời gian để cháu chơi, để cháu ra ngoài xã hội, để đi xem phim, để thật là thoải mái, kết bạn, rồi để cháu có một cái tuổi thơ với cái nghĩa thật sự của nó. Vâng, nhiều các bậc phụ huynh thì khi mà nhắc đến con học ở đâu, được điểm mấy, thành tích như thế nào thì đặc biệt tự hào khi con tôi đang học ở lớp chuyên lớp chọn. Thì phải chăng là việc cho con vào trường chuyên lớp chọn theo chị bao nhiêu phần trăm là nó xuất phát từ cái mong muốn cá nhân vì ông bố bà mẹ? Câu hỏi của bạn làm tôi nhớ đến cái hình ảnh mà cách đây hình như 2 năm cái cổng trường thực nghiệm đã bị xô đổ bởi rất nhiều phụ huynh. Tôi đoán chắc rằng là đó là cái khao khát của bố mẹ. Chứ còn nói thật với các cháu ở cái lứa tuổi mà từ 6 tuổi đến 10 tuổi thì cái khái niệm trường chuyên lớp chọn với các cháu nó thực sự là nó cũng rất là mơ hồ thôi. Thì vào một cái lớp mà phải thi được lớp lớp chọn, những cái bạn học giỏi một cái cách sơ đẳng nhất, đơn giản nhất, nhưng mà cái khát vọng
tôi nghĩ là đấy là cái khát vọng của những ông bố bà mẹ. Bởi vì bây giờ thì các ông bố bà mẹ cũng không có nhiều con, chỉ có một hoặc là hai cháu thôi. Thì có nghĩa rằng đấy là cái tương lai của họ. Và cái tương lai thì nó phải sáng lạ, là con phải học giỏi, ra đời nó phải là những cái người thành công. Nhưng mà thành công trong cuộc sống không có nghĩa là cứ phải học trường chuyên lớp chọn. Vâng, và tôi nghĩ rằng không nhiều ông bố bà mẹ hỏi con mình trước, nhất là trước một năm học mới, rằng con muốn học ở đâu, mà họ tự sắp đặt rằng con mình sẽ học trường này trường kia. Thậm chí con còn rất là nhỏ, từ 2-3 tuổi bố mẹ đã nghĩ đến việc là sẽ phải cho nó vào học cái trường này rồi. Chị nghĩ thế không? Ngay cả với việc trường chuyên lớp chọn như thế này. Đúng thế. Tức là tôi có những người bạn đồng nghiệp mà bây giờ cháu mới học mẫu giáo thì đã bắt đầu hoạch định là cấp 1 sẽ phải học cái này, cấp 2 học cái này, cấp 3 học cái này. Thế thì cái hoạch định cho tương lai thì đấy là cái việc nhìn xa trông rộng. Họ, những cái người lớn, họ đã từng vấp váp rồi, họ muốn là trải ra một cái con đường mà thuận lợi nhất cho con mình. Nhưng mà thực sự trẻ con có mong đợi cái điều đấy hay không, và thực sự nó có phải là cái phương án tối ưu cho trẻ hay không, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên bớt áp lực cho con. Bởi vì là chỉ trẻ con, tôi quan điểm rằng chỉ phát triển một cách toàn diện nhất khi mà cái điều kiện cho cháu vừa học hành, vừa nghỉ ngơi hợp lý, vừa có cái thời gian để đọc sách, để tư duy, để tưởng tượng. Trẻ con có cái rất là nhiều nhu cầu. Thế còn cái việc học mà lúc nào tôi cam chắc là khi mà chúng ta bảo các cháu học bài thì cháu bảo là ôi mệt quá, ở trường đã học rồi tại sao về nhà phải học, thì chắc chắn là trẻ con nó có cái nhu cầu muốn chơi. Thì đó là một cái nhu cầu thực tế, và hãy cân đối cái nhu cầu của trẻ là giữa cái việc học, việc chơi một cách hợp lý nhất. Vâng, cảm ơn những cái trao đổi và chia sẻ từ rất là kinh nghiệm cá nhân, rất là thiết thực của chị dành cho các bậc phụ huynh. Cảm ơn chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hãy lắng nghe và hãy tôn trọng những cái ý kiến của trẻ, và hãy cho trẻ có một tuổi thơ thực sự. Bởi vì là việc thành công trong xã hội này thì không chỉ phụ thuộc một cách duy nhất vào những kiến thức mà chúng ta có được trong nhà trường. Thông điệp rất là ngắn gọn như vậy thôi, chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn qua chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay.